Thì mà khi mà gắn bộ tiết kiệm xăng này vô thì nó sẽ giúp cho cái xe của anh em sẽ bốc hơn, mạnh hơn ha, và cũng đồng thời là tăng thêm từ 7 cho tới 10 12 cây số trên lít xăng so với trước khi gắn. Đừng quên like video, nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo và để lại bình luận để ủng hộ chúng tớ nhé các bạn thân mến. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì hôm nay mình sẽ thao tác trực tiếp gắn bộ tiết kiệm xăng trên cái những xe quay phổ thông thông thường nha. Cái đặc biệt cái xe này thì không có cái trên cái co xăng nó không có cái đường ống ha. Thì bây giờ anh em tháo cái co cũ ra ha. Thì anh em gắn cái co mới của mình ha. Cái co này là cái co của mình đặc biệt chế mình khoan lại gắn cái đầu dầu vô. Còn xe của anh em nếu mà anh em biết làm thì anh em tự khoan tự gắn cái đầu dầu vô đặng gắn bộ tiết kiệm xăng của mình vô ha. Đối với xe mà không có đường ống. Tiếp theo thì anh em khoan một cái vườn lỗ nhỏ ha, gắn trên cái đầu hút đó, gắn trên que là xong. Bây giờ anh em thử nghe mình thử nha ha, anh em bịt cái lỗ và đầu tiết kiệm xăng lại thì nó xe nó sẽ nhỏ nha, nó buông ra nó sẽ lớn thì nó hút được một lượng gió nhỏ vô thì nó đốt xăng hết, thì để cho nên là nó tăng cái sức cháy lên thì những xe của anh em sẽ chạy mạnh hơn, bốc hơn ha. Chỉ đơn giản thôi. Rồi anh em muốn dùi cái boe thì anh em dùng cái toluvit hoặc là lấy lửa đốt cái toluvit nó nóng tâm loại nhẹ vô ha, thì có khoan nha, khoan thì nó nhớ từ ba cái ba giới ha. Rồi anh em dùi cái lỗ xong anh em nhét cái keo silicon có cho anh em hút đó, anh em lấy quẹt hơ nóng đi anh em quét cái đầu đó đâm vô chờ 2 phút. Rồi khi anh em gắn xong thì anh em xả kim gió ra tầm cỡ nửa vòng hoặc hơn nửa vòng chút ha, cho cái tiếng máy nó gong lớn lên là ok. Và tiếp theo thì anh em xả cái kim ganti xuống ha, xả từ từ cho nó nhỏ đều, máy tiếng máy chạy ổn, im nó thay thì im thôi ha, đừng nhỏ quá ha, nhỏ quá tiếng máy nó chạy nói chung cũng không tốt, ganti vừa phải là được, nhỏ quá máy nó bị dễ bị sặc ha. Rồi tiếp theo thì anh em gắn thì anh em nhớ gắn những cái gắn mua cái miếng phíp ha, miếng phíp để dưới ha, rồi để ở trên luôn. Không có miếng phíp này anh em có thể chế bằng những cái giấy cứng nha, không khó là nó hở ra không khí vô nhiều quá là chạy không tốt ha, xe nó chạy không nổi. Thì gắn xong thì anh em dùng dây rút ha, mình có cho những anh em những cái dây rút ha, anh em cố định lại những cái đường dây thẳng cho đừng bị dướng díu ha. Chỉ là đơn giản xong thế là hoàn thành cho ông chú ha. Giữa mùa tiết kiệm xăng mà giữa mùa xăng tăng giá này là tiết kiệm xăng được đồng nào hay đồng đó anh em ơi.